Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Ở buổi học trước đó là chúng ta đang học về 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 tính từ số, về số từ nha, về tính từ mà thuộc về số từ. Về cái tính từ mà về cái số từ đó, các vị ngoan hãy nhìn bạn nè. Trong cái phần số từ mà thuộc về trong đọc hiệu Pali đó ha, về số từ đó, về cái phần số đếm trước đó, thì chúng ta lưu ý rằng ở đây các cách thành lập nè, có bốn cái hậu tố được thêm vào để chỉ cho số từ thứ tự. Không, này số thứ tự, xin lỗi. Dạ, đây lưu ý đây nè, lưu ý của mà số số đếm nha, chứ không phải số thứ tự nha. Trong một số từ thì chúng ta có hai phần, một là số số đếm, hai là số thứ tự. Thì trong cái phần số đếm như vậy thì tính từ, chúng ta lưu ý cái phần lưu ý này, tính từ số đếm được chia theo 7 biến cách của danh từ mà nó bổ nghĩa, trừ hô cách nha. Từ cách thứ từ số 1 đến số 18 thì đều thuộc ở ba tính cả, số 19, 99 thì tất cả kết thúc IA thì đều là nữ tính. Những cái này thì cái phần mà trong The New Pali Course chúng ta có đọc những cái phần mà những cái mục nhỏ đã giải thích rồi ha. Eka đó thường được dùng ở số ít như là mạo từ bất định, ví dụ như là eko, ná ví cô. Trong trường hợp thì chúng ta không cần dùng là một nha, nó giống như là mạo từ tiếng Anh như vậy. Nhưng mà khi mà chia số nhiều thì chúng ta sẽ có hình thái tức là eke nha, tức eke purisa, tức là một số nam nhân nha. Về cái e cá, về eco, về cái chữ e cá mà số ít và số nhiều đó, bữa trước chúng ta có nói rồi. E cá đó là một, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng như là một mạo từ cho nên chúng ta không cần đề cập đến. Nhưng mà riêng mà e kê đó thì chúng ta phải đề cập ra, mang nghĩa rằng tức là một số nha, mang nghĩa số nhiều. Tuy nhiên cái hình thái chữ trí này nè cũng đôi khi được thay thế cho chữ tí này, chatur. Có nhiều hình dạng như chattaro. Chattu là số 4 đó ha, nó có nhiều hình dạng như chattaro là số 4 này này. Chattu mukha, chúng ta sẽ thấy rằng ở đây có hai chữ T này đúng không? Chattaro này này. Nhưng mà ở đây lại là chattu mukha, tức là bốn mặt, em chỉ là một chữ T thôi. Cho nên có nhiều hình thái nhưng mà đều mang nghĩa giống nhau vậy nha. Khi mà chúng ta học về trong Kachayana và Badarupasadi thì chúng ta sẽ có những cái điều luật mà riêng đặc thù thì mình biến đổi như vậy dành cho cái số từ ha. Đúy cũng tương tự như vậy, cũng sẽ có nhiều cái hình dạng, một là đí ha, bây giờ đi ba đô loại hai chân là đú, ý cũng đổi thành chữ vờ, đổi thành chữ ú đó. Hoặc như là đú quê, cái này là hai rồi. Ở đây chúng ta bữa trước cũng có đề cập đến rồi, eku ná nha, khi mà ghép vô
một cái tính từ số đếm. Ví dụ như là eku ná quy sá tí, tức là eku ná tức là e cá cộng u ná nha. U ná ở đây tức là giảm, giảm một đi đối với cái số mà số chục nha. Ví dụ như số chục phía sau là 20 mà eku ná phía trước tức là 20 mà trừ 1 sẽ còn 19 nha. Tại vì sau khi làm phần cái bài tập về số 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 đếm rồi, rồi bắt đầu chúng ta qua cái phần số thứ tự, thì trong cái phần số thứ tự chúng ta cũng có một số điều luật như vậy. Rồi để tiếp cái phần bữa trước đó, thì chúng ta cũng hoan hỷ làm bữa trước thì chúng ta một bao nhiêu ha, một năm mươi mấy, một năm mươi 56 phải không ạ, năm 59, 59 đúng không, 59-60 ha. Hiện tại phân từ 19 adjective. Đây 155 ha. 55 chúng ta đề cập về gọi là tính từ thuần túy đó. Rồi hết cái 155 là đến cái một số 50 57 này nè, cardinal nè, tên về số, về số thứ tự đó, số đếm đấy nhỉ. Một số từ nhưng mà về số, số đếm. Và ở buổi học trước đó chúng ta có, sư cũng có gửi cho các vị một số các bạn chia về cả mà số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 100 nhỉ. Và chúng ta cũng đã đi qua được một vài cái bài tập rồi ha. Một vài câu rồi. Bữa trước thì chúng ta xong cái câu thứ mấy rồi ha? Mấy câu số 2 thôi đúng không nhỉ? Rồi xin mời ba vị kế tiếp nhỉ. Mình hoan hỷ lên làm kế tiếp những cái phần này nhỉ. Về cái phần mà số tự, tính từ về số, số đếm này cũng tương tự, cũng cũng khá dễ. Bởi vì sao? Nó được sử dụng như tính từ, nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ mà nó sẽ được chia biến cách ha. Ừ. Cùng với lại cái danh từ mà nó bổ nghĩa cho. Cho nên trước đó đó thì chúng ta dạ. Trước đó thì chúng ta như thế nào? Trước đó thì chúng ta có một quá khứ phân từ, chúng ta có hiện tại phân từ. Dạ. Yeah. Rồi chúng ta có tính từ thuần túy rồi. Cho nên những cái thể loại mà đối với tính từ mà số 1 hay nói rõ tức là số, số đếm này thì cũng được sử dụng và chia biến cách tương tự như vậy ha. Về yêu cầu của đề đó thì chúng ta cần làm gì nữa? Chúng ta chỉ cần viết ra đó là bất định khứ và cũng như là quá khứ phân từ nha. Tại vì cái thể loại mà quá khứ phân từ là cái thể loại đặc biệt, khi mà nó ghép trực tiếp vào trong ngữ căn nó sẽ tạo ra một cái thể loại mới vậy. Ở đây chúng ta chỉ là viết như vậy là chúng ta ôn lại hai cái thể loại mà chúng ta đã học thường mà nó sẽ có sự rắc rối. Còn đối với các biến cách khác, thực sự chúng ta học cũng đã về tương lai chúng ta học rồi nè, rồi mệnh lệnh khả năng chúng ta cũng học rồi. Các vị trong Zoom cũng hoan nghỉ làm đi hả? Các vị khỏi cần chép đề lại, viết trực tiếp ra luôn. Câu số 3 sẽ là Ekisang Salayan Satang Purisa Panyasa Ethiyoja Nisi Disanti. Động từ chính chúng ta sẽ là ngôi thứ 3 số nhiều hiện tại ha. Nisi Disanti, xin lỗi tương lai. Ngôi thứ 3 số nhiều Nisi Disanti. Hòa hợp với lại chủ từ sẽ là Purisa.
Nhưng mà chúng ta còn có hình thái nữa, tức là gì? Chúng ta còn có chữ chá phía sau nữa. Rồi chúng ta có ithiyo nữa. Như vậy purisa và ithiyo đây là hai chủ từ nha. Trong tiếng Bali đó thì thật sự đó chúng ta không cần phải dấu phẩy sau cái chữ purisa. Nhưng mà ở đây người ta phẩy cho mình để cho rõ biết thôi. Như vậy câu số 3 thì chúng ta, người ta đang tập dần chúng ta sử dụng các tính từ về số đếm. Cho nên trong câu này cũng khá đơn giản, chỉ là chủ từ, động từ cũng như là cái tục từ thôi. Câu số 4 là may hằng y tô na quá hí đi quá xê hí bần chá hí kumare hí sát đinh cô lâm bá na cà răng gamisa má. Động từ chính trong câu sẽ là gamisa má ha, tương lai ngôi thứ ba số, ngôi thứ nhất số nhiều, hòa hợp với là chủ từ sẽ là má dăng. Rồi câu này thì cũng tương tự như vậy, cũng khá đơn giản. Đi đến đâu là bắt đầu sẽ có cái tốt từ trực tiếp đó, và cùng với ai, vân vân. Ở đây sala giá, sala dân ha. Từ cái danh từ nữ tính tức là sala, sala có nghĩa là cái phòng dài, cái hội, cái sảnh đường, cái hội trường. Cho nên cái từ sala dân chúng ta dùng theo nghĩa là cái đại sảnh, hoặc như là cái sảnh đường ha. Tức là một cái nhà dài như vậy. Cho nên đối với một số nước quốc giáo, ví dụ như họ sử dụng cái từ sala ám chỉ cho tức là cái gì? Cái phòng dài mà nơi đó đó cũng được trang, cũng được sắp xếp bố trí là nơi thờ Phật, và chư tăng sẽ sinh hoạt trong vấn đề mà cúng dường thực phẩm, rồi bắt đầu hoặc như là thuyết pháp sử dụng thường xuyên ở sala. Cái sala có nghĩa là sảnh đường, là đại sảnh. Như vậy câu số 3 chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái gì? Sát tăng Purisa, tức là 100 nam nhân, 100 nam nhân tức là 100 người đàn ông, và Banya Saithiyo và 50 người đàn bà sẽ ngồi ekisang salayang. Hồi nãy chúng ta có đề cập rồi cái chữ e cá đó, một là chúng ta có thể là dùng nghĩa là cái là một, hoặc chúng ta không dùng nghĩa một, chúng ta là cái gì? Salayang thôi, ngồi trong phòng nhỏ thôi, ngồi, xin lỗi, ngồi trong cái đại sảnh. Mà chúng ta, cô Hoa, cô sửa lại cho sư, 100 người đàn ông và 50 người đàn bà sẽ ngồi trong một đại sảnh. Đại sảnh không, như sảnh đường cũng được, biết đường nào cũng được. Rồi câu số 4, câu số 4 tức là động từ chính sẽ là cái Miss Sa Má nha. Chúng tôi sẽ đi đến cái thành phố Colombo, tức là Colombo đó hả? Colombo là thành phố mà của Sri Lanka đó, thủ đô Colombo đó. Cùng với ai? Cùng với Banh Chá Hí của Mare Hí, cùng với năm đứa trẻ nha. Kumara tức là đứa trẻ chứ đâu phải đứa con trai. Đi quá xe hí thì chúng ta dùng theo nghĩa là after 9 day ha. Na quá hí, đi quá xe hí. Đi quá xá có nghĩa là gì? Là ngày nha. Na quá tức là 9 ngày. Mà chúng ta dùng theo cùng với biến cách là banh chá hí nè. Ý tô chứ, chúng ta xin lỗi. Chúng ta dùng theo biến cách tức là ý tô na. Ý tô tức là chúng ta dùng theo nghĩa là sau. Từ đây ha, từ đây trở đi. Từ đây trở đi. Nó quá hí, đi quá xê hí, chỉ cùng cách với nhau. Như vậy từ 9 ngày sau, tức là sau 9 ngày, sau 9 ngày kể từ đây. Chúng tôi sẽ đi đến thành phố Colombo cùng với 5 đứa trẻ. 5 cậu bé đó ha. Không, 9 ngày nữa là không được. Kể từ đây đến 9 ngày sau, tức là sau 9 ngày nữa, chứ mình thêm chữ sau nữa cho nó chắc. Sau 9 ngày nữa phải trạng từ. Chúng tôi sẽ đến thành phố Colombo, Nacarang nữa. Colombo Nacarang mà.
sẽ đến kinh đô hoặc như thành phố. Thành phố Colombo cùng với năm cậu bé, năm đứa trẻ. Rồi. Đứa trẻ có đôi khi nó chưa có phân biệt là đứa trẻ gái, trai hoặc gái, cho nên mình ghi chắc là gì, năm cậu bé. Kumara thì danh từ nam tính mà. Đúng không? Đứa trẻ thì chúng ta chưa có phân biệt đó là nam nữ mà. Rồi Gamisama, Gam cộng Á Isaba. Cái chim sú. Ngon hả? Ở đây chủ từ là má dăng mà chuyển xuống bất định khứ, đó là cách chim sú. Ngôi thứ ba số nhiều. Gách chanh ta. Gách chanh ta hả? Nhớ không? Im ha, im ha. Rồi. Gách chanh ta. Gách chim. Cái chim ha, trường âm. Biết thêm bình Thái nữa, gata nữa. Nisi đi tí tương lai. Nisi đá tí kìa. Cô viết nhầm rồi kìa. Cô Hoa. Nisi niêm xuống không có từ đó. Nisi đá tí. Cho nên khi mà chúng ta chia như vậy thì chúng ta sẽ là cái gì? Nisi đêm xuống thì có. Ní cộng sát. Rồi. Á đổi thành y đó hả, chứ không phải á đổi thành ý nha. Cô viết bên kia một chữ thì cô viết một chữ thôi, khỏi còn viết ung nữa. Ở đây chúng ta coi chủ từ là gì, người đàn ông và người đàn bà, đúng không? Sao đây mình là nam tính nghe ngon vậy? Thì mình biết hai hình thái, một hình thái là ní xin gì, ní xin na. Ní xin na là gì? Nếu ní xin na mà số nhiều đó thì chúng ta vẫn là hình thái là nam tính số nhiều được, mà hình thái nữ tính chúng ta vẫn sử dụng là a vẫn được luôn. Cho nên mở ngoặc ra, nam tính gạch đối nữ tính cách một số nhiều NT, không không có ghi trung tính, số động nam tính nữ tính mà nối NUT nữ tính. Rồi. Như vậy là mỗi người làm hai câu đúng không? Rồi câu số 5 là gì? Câu số 5 ở đây tức là Banja đa san năng asa năng bá hùng tin năng áp bát căn uda canh giá a harim su. Ở đây chúng ta sẽ thấy động từ chính sẽ là a harim su ha, là bất định khứ của các ba số nhiều, hòa hợp với là chủ từ sẽ là Banja đa sa nhỉ. Banja đa sa tức là đa sa ở đây tức là nam nô lệ hay nữ nô lệ? Nam nô lệ, cho nên mình viết cho đúng luôn vậy. Mình đã học về tính từ mà phân loại, xin lỗi, danh từ mà nam tính và nữ tính thì chúng ta phải viết cho nó đúng, giống đực và giống cái đó. Năm nam nô lệ.
mà nô lệ thì chúng ta nghe kỳ lắm, chúng ta còn có đầy tớ nữa, gạch chéo cái chữ đầy tớ cho sư. Trong cái bối cảnh mà thời thực dân đó, hoặc như là thời trước đó đó, thì người ta sẽ có là cái gì, người đầy tớ, tức là người 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 tôi tớ trong nhà như vậy đó. Đã mang ở đây chúng ta sẽ thấy ấp bắc căng út đắc căng, một ít nước bá hung tiềm năng, đã mang nhiều cỏ và một ít nước cho 10 con ngựa rồi. Mười con ngựa chúng ta cũng biết là 10 con ngựa đực luôn nha. Rồi, a ha rim số, a ha cộng a im số. A ha ran ta. Dạ rồi. Rồi câu số 6. Câu số 6 là wi sati burisa dasahi gonehi chatari ketani kasanti. Xong rồi bôi cái chỗ này, mời một vị lên kế tiếp nhỉ. Câu số 6 ha, chúng ta sẽ thấy rằng kasanti tức là hiện tại ngôi thứ ba số nhiều, hòa hợp với lại chủ từ sẽ là Visati Purisa, tức là 20 nam nhân, 20 người đàn ông cùng với 10 con bò đực đang cày 4 thửa ruộng. 20 nam nhân ha, đang cùng với rồi cùng với 10 con bò đực đang cày 4 thửa ruộng. Rồi chính xác. Ở đây động từ chúng ta sẽ là Karim số, xin là Kasim số hả? Kasanti, Kasati, Kasim số rồi. Kas cộng á cộng im số rồi. Kasati, Kasita rồi. Kas á ita, nam tính, người đàn ông cùng với chủ cấp. Dạ rồi. Dạ câu 6 xong rồi. Cô cũng làm hai câu gì mà cô viết nhầm rồi đó. Cô cái C1 mình xứ. C1 á. À. Câu số 7. Qua ni cho ca ha ba da năng duy hi sate hi attha asse kini toa te chatun năng đa na quan tan năng wikini. Động từ sẽ là wikini nha, là bất định khứ ngôi thứ ba số ít, hòa hợp với là chủ từ sẽ là qua ni cho. Trong đó chúng ta còn có bất biến quá khứ phân từ nữa là kini toa.
Kahabanang đây là một cái đơn vị tiền tệ nha. Chúng ta có thể coi phần dưới này. Kahabana đó là một dạng cái đồng xu vuông ha, được sử dụng vào những và được sử dụng vào trước đây vậy. Nó tương đương với lại florin ở đây, florin ở đây là đồng hào của Anh nha. Đồng vàng, nó cũng có nghĩa là đó cái đồng vàng của Anh họ sử dụng như vậy. Duy hi sate hi. Sau khi mua 8 con ngựa bằng 200 đồng vàng, với 200 của đồng vàng, tức là 200 đồng vàng, chúng ta viết tắt luôn nè. Chủ từ đâu cô? Người thương buôn đâu? Rồi bắt đầu mới thương nhân chứ. Nếu mà có viết lên lên trên cũng được. Phía sau chúng ta dùng theo bất định khứ ha. Cho cái động từ chính thì chúng ta sử dụng cho quá khứ phân từ, bất biến quá khứ phân từ cũng là bất định khứ luôn. Con muốn viết kiểu đó cũng được. Con muốn viết là sau khi đã bán rồi bắt đầu là chủ từ. Con viết cách nào cũng được. Như vậy là 7, 8, 9, 10. Câu 9 thôi là ta sang mata dasa ambe kini toa Chetasan nang di taranang dadisan dadisati dadisati ở đây đó tức là thể tương lai nha, ngôi thứ ba số ít. Từ động từ đada tiếp nghĩa là cho, hòa hợp với là chủ từ sẽ là gì? Mata nha. Trước đó chúng ta có kini toa bất biến quá khứ phân từ. Sau khi mua 10 trái xoài, người mẹ của các cô gái ấy sẽ cho 4 người con gái. Nếu mà câu tiếng Việt của mình thấy ổn không? Người mẹ của các cô gái ấy sẽ cho, vị ngữ cho cái chữ cho là gì? Cho cái gì? Chứ không phải là cho đến ai. 4 người con gái đó là vị ngữ mà gián tiếp chứ không phải vị ngữ trực tiếp. Hay được gọi là túc từ gián tiếp nhưng mà túc từ trực tiếp. Túc từ trực tiếp là gì? Là 10 trái xoài đó đó. Đúng không? Cho nên chị viết thêm chữ chúng nữa. Người mẹ của các cô gái ấy đã sẽ cho chúng đến 4 người con gái. Cho chúng đến 4 người con gái. Dạ được, dạ được. Sẽ cho chúng đến 4 cô con gái. 4 cô con gái của ai? Phải mở ngoặc ra là của mình nữa ha. Đi taro rồi này. 4 cô con gái mở ngoặc ra của mình.
Dẫu rằng trong tiếng Pali là không có, nhưng mà trong cái ngữ cảnh chúng ta phải hiểu là Mata, người mẹ mà đi mua về mà. Tại người mẹ của chúng nè, ta sang này nè. Ta sang này là đại diện cho cái gì? Đi ta ra năng đó hả? Tức là người mẹ của bốn của con gái này này đã sẽ mua 10 trái xoài và cho chúng đến và cho đến chúng hả? Cũng được. Thì như vậy thì chúng ta phải đưa lên trên, còn nếu chúng ta để là sau khi mua thì chúng ta phải để là chúng ta phải có thêm cái chữ chúng nữa. Sau khi mua 10 trái xoài, người mẹ của các cô gái ấy sẽ cho chúng đến bốn cô, đến bốn người con gái. Người con gái thế hả? Đi ta, đi đi tá thế thôi. Người con gái đi. Tại cô có đôi khi nó, cô nó có giới hạn độ tuổi không? Không có giới hạn độ tuổi hả? Cô bé nữa hả? Câu số 8 ta sang chân năng ít thi năng cha bà ta rô má hành tăng bá tăng a rô hi toa cha cá bá vô a ni sung. Động từ chính sẽ là a ni sung, là bất định khứ ngôi thứ ba số nhiều, hòa hợp với là chủ từ sẽ là cái gì? Bà ta rô nhà cha bà ta rô, tức là sáu người anh trai. Trong câu chúng ta có thêm là ahurita, bất biến quá khứ phân từ nữa. Sáu người anh trai của ai? Đúng rồi, của sáu cô gái ấy. Ta sang. Ở trong ngữ cảnh đó thì chúng ta bao dĩa trai được. Dạ. Yeah. Câu số 7 ha, chúng ta có câu số 7. Sau khi mua nha. Cô có hai cách dùng, một là cái gì? Nếu mà động từ chính của nó là đã phía dưới á thì khi mà sử dụng chủ từ đó thì đã hết cho hai cái động từ, còn nếu mà khi mà sử dụng cái cụm từ mà sau khi đó là sau khi không có đã nha. Thì sau khi là phía dưới này chúng ta mới đã đây. Sau khi mua 8 con ngựa. Sau khi mua 8 con ngựa bằng 200 đồng vàng. Chữ bằng đó chúng ta còn hiểu là cái gì? Là với giá đó. Cô ghi chùm sư, cô bao chữ bằng đi, cô ghi chữ với giá, cái chữ giá cô bỏ trong mặt đơn chùm sư, với giá 200 đồng vàng. Chữ giá bỏ trong mặt đơn. Với giá 200 đồng vàng. Chủ từ ra bắt đầu, người thương buôn đã bán 4 con trong số đó cho 4 phú gia. Đá na quanh ta năng cho cái người phu gia tê chát tuân năng. Chúng ta còn trong số đó hả? Như vậy trong số đó là cô phải để trong mặt đơn rồi, tại bán 4 con ấy mà, đúng không? Sau khi mua 8 con rồi, tê chá tuân năng, đá đá quanh ta năng, quyết ký ní, rồi bán 4 con ấy cho người phú gia. Xin lỗi, và bán chúng chứ. Ở đây là túc từ cho cái mở bán là gì? Tê nè, chá tuân năng là em chỉ chia cùng cách với đá đá quanh ta năng nè, cho 4 người phú gia. Và bán chúng, tức là bán hết mấy con ngựa đó luôn, bán 8 con ngựa đó luôn. Có thể chia tê không? Tê chá tuân năng, đá đá quanh ta năng, thì đá đá quanh ta đã bán chúng cho bốn phú gia.
Wiki, Wikini, Wikito. Sáu người anh của sáu cô gái ấy, chúng ta dùng theo nghĩa là, rồi bây giờ là bắt đầu dùng theo một cái động từ mà bất định cứ phía sau đúng không? Đã. Đã leo lên ngọn núi lớn và đem về sáu con khỉ. Chá chá, sáu con khỉ. Kinita, Kinita nó có hình thái là Kita, chị Duyên, hình thái trường âm phía trên là Kinita, Kita phía trên, kỳ trường âm Ki, Ki, Kita không, phía dưới Kinita, dưới Kinita là Kita đúng không? Ki trường âm chứ không phải là Kita, không, ở dưới, đúng rồi. Không, không, đoạn âm là đúng rồi. Phải không ta? Dạ, đoạn âm là đúng rồi chị. Xin lỗi. Chị bô lệnh sư thế. Để sư kiếm. Từ góc nó là gì? A đi tiếng luôn. Gọi là A miếng tám. Giá đi tiếng tiếng đâu? Đi tiếng tám. Ăn đi vậy? Ăn miếng, ăn miếng. A ăn miếng. Nó có hình thái là Anita. Anita, hình thái Anita, hình thái bôi hình thái đó đi, hình thái đó không có.
Anita. Sư đọc là trường âm. À, ni trường âm. Ở trời ơi, ni mở dấu chấm dưới nữa hả? Tại vì á, tùy theo một số từ điển thì người ta dùng theo cái gốc từ tức là ni chứ không phải là ní. Cho nên hai hình thái là ni ní nó đều giống nhau cả nha. Chữ, cái căn mà ngữ căn ní đó, con gạch chéo cái con ghi thành chữ ni nữa. Con gạch chéo cái con ghi chữ ni nữa. À, hai hình thái nó cũng được. Đúng rồi, ni tá chúng ta phải đổi. Trên kia là ký ní, ký na ý, ký ní ta, ký ta. Rồi, chủ cấp, nữ tính, số ít, người mẹ, rồi. Cho. Đa đi. Đa đa. A á. Đá. Đi. Đá đi ta. Đá đi ta. Đinh na. Đa na. Đa đa đen na. Rồi. A à, à rồi. A à, ý. Dạ. Yeah. Câu số 10 này đang có đang sống. Dạ. Yeah. Ở đây chúng ta có cần mà a thì trở thành á không? Không tính xóa luôn chứ chúng ta chỉ á đó ý thôi được rồi. Như cái này rồi. Rồi. Rồi câu số 9 ha. Câu số 7 trên đây đúng rồi. Câu số 8. Câu số 8 và qua số 10 luôn. À không, câu số 10 trước đã. Dạ. Để đây. Câu số 10 ở đây tức là Ida ni langka yang panchachata li sa satasahasang manusa wasanti. Động từ chính chúng ta sẽ là wasanti là hiện tại ngôi thứ ba số nhiều, hòa hợp với là chủ từ sẽ là manusa nha. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chủ từ sẽ là manusa. Mà trước đó chúng ta có cái tính từ mà chia ở đây tức là cái gì? Banja chatali satasahasang. Banja chatali sat tức là 45 đúng không? Mà satasahasang tức là 100.000. 45 với 100.000 tức là rồi 4 triệu rưỡi, 450.000. 4.500.000, đó là 4.500.000 tới 4 triệu rưỡi đó. Chúng ta nói 4.500.000 thì nó ổn ở đây này. Tức là 4 triệu nè, 500 nè. Banh chá này qua xá tá nè, 500.000 rồi. Rồi chúng ta có là Lanka Yang. Lanka Yang tức là ở trên đảo Lanka nha. Trên đảo Sri Lanka. Trên đảo Lanka, Idani. Rồi hiện giờ đang có 4,5 triệu người sống trên đất nước Lanka, sống trên đảo Lanka. Chúng ta dùng theo nghĩa ta là hiện có 4 triệu rưỡi người dân sống ở đảo Lanka. Hiện có 4 triệu rưỡi người. Manusa chúng ta dùng theo nghĩa là người dân đó. Hiện đang có 4,5 triệu người dân sống trên đảo Lanka. Người dân sống trên đảo Lanka. Đó là quốc đảo thôi. Sống trên quốc đảo Lanka cũng được. Đảo Lanka cũng được. Mình xài quốc đảo cho nó đúng hơn vậy. Rồi Wasim su. Wasim su. Wasim su. Wasita. Vutha. Rồi.
Chúng ta dùng theo nghĩa là vút tha là đúng. Nhưng mà chúng ta có chấm dưới không? Chúng ta không có chấm dưới nha. Rồi, như vậy chúng ta có là quá xí tá, vú xí tá, vút tha, ba chữ. Quá xí tá, vú xí tá nữa. Rồi, vú xí tá nha. Rồi, was aita, was ta, utha. Rồi. Rồi, câu số 9, câu số 10. Chị chụp. Câu số 8. 6 người anh của 6 cô gái ấy đã leo lên ngọn núi lớn và mang về 6 con khỉ. Xin mời một vị hoan hỷ lên bên đây này. Chụp chị. Dây trùng quá. Đợi để con. Chữ của người ta nhỉ. Alo 1 2 3 4. Rồi đây chúng ta sẽ coi nè. Câu số 8 ha. Arahim su. Aruhim su. Aruhati nha. Aruha. Aruha aim su. Rồi. Aruhita. 6 người anh. Cách 1 số nhiều. Nam tính số nhiều. Rồi ane sung. Bất định khứ của ne tí. Anini a sung. Anesung, Anesung, Anita. Anita. Rồi, cách 1 số nam tính số nhiều. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, mời cô Hảo nhỉ. Chúng ta câu 11. Câu 11, 12. Một vị làm hai câu ha. 11. Dạ đúng rồi, 13, 14 nhỉ. Cô 13, 14 chưa hết cô nhỉ. 13, 14 nè. Dạ. 13, 14 nhỉ.
tính tủ rồi không làm lẻ vậy đó. Lát nữa dịch sang tiếng Việt. Ơi vậy là sang dịch sang tiếng Mali à. Câu số 11. Babbe sawati nagare manusa nang sata kotiyo wasim su kotiyo, ở đây khi mà chúng ta học về tính từ mà số đếm thì cái chữ kotiyo mang nghĩa là 10 triệu nha. Động từ đây wasim su là bất định khứ của thứ ba số nhiều, hòa hợp với lại chủ từ sẽ là sata kotiyo. Thật sự đó, sát tác cô tí do nó còn có cái gì nữa, nó tại vì nó tính từ trong câu này nó cần phải có cái gì, nó cần phải có manusa nữa đúng không, nhưng mà tại vì nó có cái chữ manusa năng này rồi nè, tức là cái gì, 7 mà 10 triệu tức là 70 triệu, 70 triệu của người manusa năng của người dân nè, ở trong cái kinh thành Sawatthi trước đây mang nghĩa rằng tức là gì, trước đây đó đã có 70 triệu người dân sinh sống quá xin số này, sinh sống ở trong kinh thành Sawatthi. Búp bê tức là trước đây hả? Trước đây, chúng ta để trước đây sau cũng được, mà trạng từ chúng ta để trước cũng được. Trước đây có 700, sao lại? Có 70. Búp bê là trước đây đấy. À, trước đây đó, vì rằng chúng ta quá xin số là bất định khứ đúng không, cho nên chúng ta đã luôn, trước đây đã có 70 triệu người dân sống tại kinh thành Sawatthi thì nó xui hơn. Câu số 13. Đa số eke na hathe na due nalikere itare na ekan banasanja harati. Ở đây chúng ta có Nalikere nha, trong cái phần chú thích số 5 á, là cái gì? Là coconut, là trái dừa. Nalika ha, Nalika, Nalikere, Nalikera. Còn số 6 tức là trái mít, jackfruit. Yeah. Tức là banasa ha, banasa là trái mít nè. Nalike, Nalikera. Dạ. Đúng rồi. M tức là masculine vậy. N tức là neutral, tức là trung tính, nam và trung vậy. Sử dụng kiểu nào cũng được cả. Cái đó là cái quyển mà từ điển mà Concise Pali English Dictionary, tức là từ điển mà tóm lược mà của ngài Bửu Chân ngài dịch ra rồi tiếng Việt của mình để như vậy. Mà nó phân ra cái dụng mà nam là cây mà gọi là trung là trái. Nhưng mà thật sự đó là không phải như vậy. Dạ. Yeah. Tại vì mình còn cái gì? Mình còn rút khá, mình còn phá lá thì mình ghép vô trong đó. Rút khá là danh từ trung nam tính, phá lá là danh từ trung tính. Thì nó lấy cái suộc từ mà Concise Pali English Dictionary đó. Yeah. Nam hay trung là dựa vào cái từ, ví dụ như mà nói cái cây thì nó phải cộng chữ gì? Rút khá nữa. Ví dụ như na lý re, ví dụ như na lý kê ra rút khá thì là rút khô, thì vì nó là nam tính. Còn mà na lý kê ra phá lăng,
tức là trung tính. Cái trái đó phá lá là trung tính. À. Rút khá nó vừa là trung tính mà vừa là nam tính. Mình sử dụng là nam tính nhiều là rút khô. Chất ta ní rút khá ní hả? Chữ rút khá đó, chữ rút khá thường người ta sử dụng là nam tính nha. Ngay cả từ từ điển mà pa Tipitaka Pali người ta lại sử dụng là tí, tức là ba tính được không? Tí là ba tính luôn. Cái này là bị ghi thồ quá là không cái này đó là lấy cái sụp từ Kansai Pali English Dictionary. Pali English Ultimate Google Translation. Cái này nó cũng chật lắc luôn. Đây Kansai Pali English nè. Là mình xài này là đúng hả sư? Cái này thì lấy cái sụp trên này nó y chang nhau đó. Pali English Society Nalikera. Mình xài cái này BTS nè, Pali English nè. Đúng rồi, xài BTS nhỉ. Còn đây là tại vì nó thiếu. Còn khi mà sư sử dụng nè, khi sư sử dụng như vậy nè, thì sư sử dụng đó mà sư sử dụng từ điển như đây, sư dụng từ điển như đây, sư cho Pali thì nó không chỉ nó đúng, để nó nữa nó cố tư mẫu thì nó sẽ lâu. Đôi khi mình sử dụng hai cái này quay với nhau được nhỉ? Đa phần mình sử dụng là Pali cho Pali nhỉ. Lợi thế mấy anh ra là gì? Câu nào mà chúng ta rút ra lấy thì ngon? Câu 1. Chúng ta rút ra lấy. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng lại thành là danh từ nam tính hết nha. Tại vì chị... tại vì cái chữ rút khá mà theo mà Tipitaka Pali Mima đó thì họ là sử dụng là chữ tí, ám chỉ tức là ba tính. Tiếp đèn nè, tita cây nè, trái nè, rút khá. Thường chúng ta sử dụng là nam tính nha, chúng ta sử dụng nam tính nè. Địa chỉ tội gia là thằng sai là y chang nhau đó. Địa chỉ tội gia thằng sai là Wasim Su. Wasim Su. Cô Hảo đứng. Đứng ở đây. Wasita. Wasaita. Buddha. Busita. Rồi. Nam tính cách một số nhiều. Rồi câu số 13. Câu số 13 ở đây là gì? Đa số eke na hát thê na đuê na lý kê rê ita rê na e căng bành na sanh chá harati. Harati tức là hiện tại ngôi thứ 3 số ít ngoài hợp với lại đa số. Người giúp việc mang hai trái dừa
bằng một tay và một cái mic bằng tay kia. Mang thì chúng ta trái dừa mà mang thì nó kỳ lắm. Chúng ta là một là sách hoặc là cầm. Thứ nhất là gì? Người đầy tớ cầm hai trái dừa với một tay và trái mít với tay kia, và trái mít với tay còn lại, với tay kia đó là tay còn lại đó. Người đầy tớ, người giúp việc rồi cũng được đây, người giúp việc cầm hai trái dừa. Cầm hai trái dừa gì? Với một tay. Tức là với một tay. Rồi. Và một trái mít. Và một trái mít thêm cho một đi. Và một trái mít với tay kia. Rồi. Ha ra tí, ha a tí. Rồi. Ha rí, ha a ý. Hát tô, hát tá. Rồi loại từ. Phía trên hát tô cô chưa ghi viết loại từ. Rồi câu số 10. Câu số 12. Câu số 12. Tâm hê y tô duy hi quát xê hi anu ra, anu ra đa bu răng gan toa tát tha na wa đi wa se wa san ta ma han te che ti je basisatha. Động từ chúng ta sẽ thấy rằng đó là basisatha nha, tương lai ngôi thứ hai số nhiều, hòa hợp với lại chủ từ sẽ là tum he. Chúng ta có mà bất biến quá khứ phân từ là gan toa, chúng ta cũng có wa san ta tức là hiện tại phân từ trong câu. Như vậy là các bạn hoặc các anh sẽ thấy cái gì? Sẽ thấy ngôi đại bảo tháp nha. Sẽ đi đến Anuruddha Burang. Anuruddha Burang số 4 ở đây tức là cái gì? The sacred city of the Buddhists in Ceylon ha. Đây là một cái thành phố, một cái thánh địa nha, một cái thánh địa của Phật giáo Tích Lan như vậy. Anuradhapura đã đi đến cái kinh thành Anuradhapura cùng với cái gì? Xin lỗi, ở đây chúng ta có ý tô nữa nha. Ý tô đi hi quát xê hi. Trong cái trường hợp này quát xá chúng ta dùng theo nghĩa là gì? Là năm nha. Giống như hồi nãy phía trên đó chúng ta có cái câu nào đó mà ý tô đâu? Đúng rồi, sau 2 năm nữa. Phía trên chúng ta có cái câu mà đâu rồi? Câu số mấy đó? Đúng rồi, câu số 4, Ito đó ha. Đó, Ito na quá hí, đi quá xe hí đó. Sau 9 ngày nữa. Thì đây chúng ta sẽ là sau 2 năm nữa. Các anh hoặc như các bạn sẽ đi đến kinh đô Anuradhapura. Và khi sống 9 ngày ở tại đó, các anh sẽ thấy hoặc như các bạn sẽ thấy ngôi đại bảo tháp. Sau 2 năm nữa các bạn hoặc như là quý vị đó, sau 2 năm nữa quý vị, mình xài từ quý vị cho nó hay, cứ các bạn rất là nghe nó thường quá. Các vị sửa lại sư quý vị nha. Sau 2 năm nữa quý vị sẽ đi đến cái thành phố, sẽ đi đến thành phố Anuradhapura. Viết cho hết cái tên của anh ta, viết thiếu rồi. Anuradhapura. Sẽ đi đến thành phố, chứ không là đến phố. Nó thật sự nó là cố đô đó. Nhưng mà chúng ta ghi thành phố đi. Dạ không, cái tên địa danh rồi. Anuradhapura luôn đó. Nghe sư đọc thì biết chưa nè. Sau 2 năm nữa phải trạng từ, cụm trạng từ là phải quý vị sẽ đến thành phố Anuradhapura.
trong sách cô ta viết thì không chịu viết ra để đi bỏ cô ta vậy. Và sẽ thấy bôi luôn cái hàng dưới, bôi luôn, tiếc rẻ gì nữa, bôi luôn, bôi hết. Và sẽ thấy ở đây chúng ta là chia tí dê nha, các đại bảo tháp khi sống ở đó được 9 ngày, không có đang sống nữa, khi sống ở đó được 9 ngày. Tại vì chúng ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái thì mà tương lai của động từ chính cho cái ganh toa luôn, thì chúng ta phải và bắt đầu tới cái động từ chính liền luôn. Và sẽ thấy các đại bảo tháp khi sống ở đó 9 ngày, khi sống ở đó được 9 ngày. Rồi câu số 14, Ahang Chattari Wasani Nagare Wasitwa Tato Bacchata Yomasegame Wasisami. Động từ ở đây tức là tương lai, ngôi thứ ba, ngôi thứ nhất số nhiều, sẽ là ngôi thứ nhất số ít ha. Wasami, Wasisami sẽ sống. Tôi sẽ sống. Trước đó chúng ta có Wasitwa luôn. Tôi sẽ sống tại thành phố, tại bốn. Ở đây chúng ta sẽ Wasani. Như vậy là tôi sẽ sống tại thành phố được 4 năm nè. Tức là tôi sống ở thành phố được 4 năm. Ở đây chúng ta có Tato Bacha. Và sau đó sẽ sống ở tại làng trong 3 tháng. Như vậy là cái câu số 14 này chúng ta dùng là sau khi là được nha. Tức là sau khi sống tại thành phố được 4 năm. Sau khi sống tại thành phố được 4 năm. Sau đó tôi sẽ sống tại làng trong 3 tháng. Yeah, lên bôi. Sư đọc cho viết lại nè. Từ từ. Nhưng mà tại vì chúng ta có cái từ tá tô và bách cha nữa, nếu mình dịch như vậy nó thiếu cái chỗ đó rồi. Tôi sẽ sống tại là 3 tháng sau đó. Đúng rồi, bôi đi. Rồi cứ viết đi. Sau khi sống tại thành phố được 4 năm. Sau khi sống tại thành phố được 4 năm phải. Sau đó tôi sẽ sống tại làng được 4 năm phải. Sau đó tôi sẽ sống. Sau đó tôi sẽ sống tại làng. Trong 3 tháng. Sau khi sống tại thành phố được 4 năm, sau đó tôi sẽ sống tại làng trong 3 tháng. Rồi. Wasisami. Was cộng a isami. Wasin. Wasati wasim rồi. Im. Wasita. Vusita. Vutha. Thông tin nó đâu? Ai? Tôi là nam hay là nữ? Cách mấy? Nữ thì phải sửa lại hết mấy cái này chưa có sửa đâu này. Nam thì là quá xí tô, vú xí tô, vút thô,
Dạ rồi. 13, 14 xong rồi nhỉ? Câu số 12, sau 2 năm nữa quý vị sẽ đến thành phố Anuradhapura và sẽ thấy các đại bảo tháp khi sống ở đó được 9 ngày. Gantoa Gachitha. Mở mặt đơn ra không? Đừng có chèn chèn cho nó giật đó. Gachitha. Gachitha đúng không? Bất định khứ. Ngôi thứ hai số nhiều. Chắc không? Rồi, Gachitha. Găm toa. Găm rồi. Quý vị với quý vị ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái gì? Là nam tính đó ta. Cái mặt nhiên là nam tính hết. Quá xí toa, quá xí thá. Sống ở đó. Rồi, quá xí thá. Đây là bất định khứ ha. Quá xí ta vút tha. Quá xí ta vút xí ta. Còn thiếu một cái vút xí ta nữa. Thôi kể nó viết hai cái cũng được. À. Rồi. Ủa? Nam tính hả? Nam tính mà sao ta? À, số nhiều. Quên, số nhiều. Rồi. Rồi, đúng rồi. Giỏi quá, giỏi. Theo kịp các vị trẻ hết chứ đâu bây giờ. Dạ. Rồi. Mời hai vị kế tiếp mà qua cái phần translate to the Pali. Yeah. Rồi chúng ta hoan hỷ tiếp tục dạ. Dạ mời hai vị dạ.
Câu số 1 ha. Four women bought a mangoes and gave them to the two daughters. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng tức là bốn nữ nhân đã mua 8 trái xoài và cho chúng đến hai người con gái của họ. Động từ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là có hai cái động từ nha, bought and gave, tức là mua trước rồi bắt đầu mới cho sau, mà cái động từ cho là bất định khứ nha. Mà chia theo mà for women như vậy chúng ta dùng theo nghĩa là đã đùng đã điềm số nha, số nhiều đó. Chattasso ithiyo wanita waniya chứ hả cô? Wanita vô. Rồi at ambe. Kini toa còn có là gì nữa? Ki toa. À, xin lỗi, bất biến quá khứ phân tử. Bất biến quá khứ từ. Kini toa. Sau khi mua xong rồi bắt đầu lại như thế nào? Mới là te duy năng. Di ta ra năng. Đi ta ra năng hả cô hả? Đi ta ra năng trường âm. Đi ta ra trường âm. Có nghĩa chậm qua viết chữ ra cái trường âm rồi. Đi ta ra năng kìa. Trường âm chữ ra chứ sư? Không phải. Trường âm chữ ra. À. Rồi ra điểm xuống. Rồi chính xác. Câu số 2. Tomorrow five men will go to the forest and cut 10 trees with their five axes. Ngày mai 5 nam nhân sẽ đi vào rừng và đốn 10 cội cây ha. Với 5 chiếc rìu, tại 5 người sẽ 5 chiếc rìu. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng là tương lai nha. Will go to và cut luôn. Chín đi săn tí. Rút khe sẽ chặt 10 cái cội cây, 10 cái rút khe này bằng 5 cái chiếc rìu parasubi. Bành giá hi, bành giá bi sarum parasubi. Rồi. Của họ T và T xăng. T xăng là đúng rồi. À. Rồi sau khi mà đi vào gì? Đi vào rừng Atawim. Rồi. Đi vào rừng Suwe Panjapurisa Atawim. Rồi, câu số 2 chính xác. Câu số 3. Three girls went separately to three tents and each brought 30 flowers. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là ba cô gái đi riêng lẻ, đi tách rời, đi riêng lẻ đó ha. Cái phần trích dẫn của họ số 9 chỗ này tức là Wim Sú ha. Quý Sung hoặc là Wim Sú đó. Ở đây chúng ta đề cập tới là Wim Sú. Nó phải là Quý Sung á, chứ không phải Wim Sú nha. Quý Sung á, viết nhầm á. Quý Sung á. To the three, ten and each. Và mỗi người each ở đây thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là EKK ha. EKK brought 30 flowers. Như vậy chúng ta thấy rằng bất định khứ nha. Bất định khứ went là quá khứ phân từ trước, bất biến quá khứ phân từ trước. Gachi toa, gam toa, quý sung, qua bí vô.
Kanya. Cô ba cô gái đi đến ba cái gì, ba cái hồ nước á. Ba cái hồ đâu? Ở đây cái hồ nước không à? Cô chưa có ba hồ nước. Tiso tức là tiso ba cô gái thôi, còn chưa có ba hồ nước. Đúng rồi, cũng là tiso luôn. Các vị nhìn vào bảng chia mà bữa trước sư có gửi cho rồi đó ha. This tí nào nè mà chia cho nữ tính thôi là tiso đó. Tôi nhìn lên bảng thì cũng được nè. Tiso wa piyo visum getchi toa ekeka. Rồi ekeka như thế nào? Rồi mỗi cô bắt đầu mới mang 30 cái hoa. Rồi ba mươi, chúng ta có hai cái hình thái, một là gì, tin sa tí và tin sa, đúng không? 30 hoa mà tin sa chúng ta chia theo canh nha nhà canh nhân, vậy bạn tin xăng bấp ha. Ở đây cái tin xa này nè sẽ chia cùng cách với gì? Wanita nha. Wanita cũng tương tự giống như kinh nha. Mà kinh nha như vậy đó thì chúng ta là bấp pa ní, kinh nha vô nha. Như vậy là tin xa vô nha cô, chứ mà tin xăng, mà tin xa vô. Nè các vị nhìn lên bảng nè. Chữ tin xa nè và order ending in R, adic like. Like a wanita, wanita tức là nữ nhân nha, giống như là kinh nha như vậy đó. Mà kinh nha thì chúng ta về rằng búp ha ní là cái gì, những cái bông hoa, nhiều bông hoa, cho nên là canh nha vô nha, chúng ta dùng cái gì, canh nha vô cho nó rõ, canh nha vô búp ha ní ahari. Sao lại chia ahari cô? Tiso canh nhà vô ba cô gái mà sao chia ahari? À, mọi người cầm hả? Ahari hả? Aharati hả? Ahari. Cầm rồi chúng ta dùng rồi ahari. Harati. Không, nó vẫn bảo tồn cho cái đó. Phía trên ví dụ chị nhìn thấy cái này, trong cái phần này này, tin xa và order ending in a ha, I decline like a wanita, tương tự giống như là canh nha. Tin xa nó còn hình thái là tin xa tí, đúng không? Kết thúc bằng chữ ý, chữ ý nó cũng sẽ chia như hình thái là visa, tương tự giống như hình thái phía trên này. Mà visa các bạn chúng ta là visa đâu, các bạn visa thì chúng ta sẽ thấy này, visa rồi cái gì nữa, visa giá, chúng ta vẫn để là visa luôn á, đối cách chứ, visa nhưng mà hình thái số nhiều của nó, trong cái phần này chúng ta nói là cái gì hồi nãy chứ, sư nói là có hai hình thái, một là cái gì, visa và visa tí. Mà cô sử dụng tin xa như vậy cũng chỉ cách cái quán ta giống canh nha như vậy. Canh nha bạn chia là canh nha vô, đúng không? Thì canh nha hình thái canh nha là vẫn ổn. Canh nha vô, canh nha vô, đúng không? Thì đối cách nó sẽ là canh nha số ít nữa. Canh nha vô, cho nên chúng ta sử dụng canh nha vô được. Tin xa cho nó hoa đi à hả biết. Cũng không?
Yeah. Rồi ở đây tức là gách chi toa, găm gá ý toa. Gách chi. Ai đi mà chia gách chi? Ba cô gái đi mà. Đúng không? Thì ba cô gái đi riêng, nhưng mà tới đây là mỗi cô đi riêng, tức là ba cô đều đi hết. Chứ không lẽ ba cô rồi một cô bước rồi ba hai cô kia ngừng rồi bắt đầu là rồi một cô ngừng rồi hai cô bắt đầu bước. Ở cái này mới chia theo số ít đây, còn cái này là vẫn là số nhiều vậy. À. À, đi đi riêng tức là đi khác thời điểm, đi khác con đường, vân vân. À. Nhưng ba người phải đều bước hết chứ. Ở đây á, ở đây tức là bất định khứ nha, chứ không phải á mà á tiền tố, cho nên không có cộng nha. Đúng không? Đúng không? Mang về đúng không? Rồi. Rồi. À ha ri, rồi. Harati a ha. A ha ri, cho bạn a ha ri nha. Rồi. Này số ít hay số nhiều? Này số ít hay số nhiều? Rồi câu này ổn rồi nha. Câu số 2. Suwe panjapurisa atau vengan toa tete sang panjapi pa rasu bi dasa rukhe chindi santi rồi. Gamisimsu, gamisimsu, gama imsu, gata. Rồi nam tính số nhiều. Chindimsu, chit ăn á. Chúng ta đừng viết cái hình thái nha. Cái cách viết này là cách viết ngày xưa nha. Không ai chấp nhận cách viết, ai viết cái này đây? Hả? Hả? Cái ngày xưa đó là người ta dạ người ta dùng cái bảng mà tiếng phiên âm của tiếng Anh đó, người ta không có cái chữ này. Từ cái chữ này ra bắt đầu người ta mới lên chữ M chấm dưới. Rồi bây giờ bắt đầu người ta mới chuyển má cái này vậy. Chiếc ăn á im xuống. D N mới thành N D chứ. Rồi. Cách một nam tính số nhiều. Rồi. Câu số một ha. Chatasso itiyo. Wanita. Wanita N có chấm dưới không? Wanita N có chấm dưới đúng không? Wanita hoặc như Wanita yo. Cái câu của anh ta. Wanita có chấm dưới. Ừ.
Có à? Nè. Quá ni tay trong đây người ta không để lên dấu chấm ha. Rồi. Rồi, mua 8 trái xoài. Mua 8 trái xoài ký đi toa rồi. Bắt đầu mới cho con gái của họ rồi chính xác. Ký đi toa. Ký niệm số. Rồi. 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 Nữ. Nữ cách một số nhiều. Đa đêm số đa. Á im số. Đa đa đi đa đêm số á. Rồi. Dina. Dina đa. Đa đa. Na. Ủa cái này sao đổi thành á? Phải đổi thành ý chứ. Nó là Dina mà, đúng không? Rồi đa đi ta. Đa đa. Còn ý ta. Rồi. Dạ đúng rồi. Nữ cách một số nhiều thôi. Cách một số nhiều. Dạ đúng rồi. Rồi xin mời ba vị kế tiếp vậy. Chúng ta làm thêm một lượt. Làm thêm một đợt nữa đi. Từ 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 để cho cô chụp hết rồi đó. Dạ mời mời ba vị kế tiếp nè. Đúng rồi, chính xác. 4, 5, 6 giờ. Câu số 4. In this hall, there are 500 men and 300 women. Women. Như vậy là có 500 nam nhân và 300 nữ nhân ở trong trong phòng này ha. Trong cái sảnh đường này. Sảnh đường chúng ta sử dụng là sala văn nha. Câu số 5. Như vậy là chúng ta sử dụng là cái gì? Chúng ta sử dụng là hiện tại nha. There are. Câu số 5 đó là there are 5000 people, 1000 carriers and 500 houses in this town. Như vậy là có bao nhiêu? Có 5000 người, 1000 gia súc và 5000 ngôi nhà ở trong cái thị trấn này, thị tứ này. Cái town này tức là chúng ta dùng theo nghĩa là cái gì? Nigama nha. Nigama. Nigamo đó. À, 500 ngôi nhà vậy. Ừ. Như vậy chúng ta vẫn sử dụng là động từ hiện tại luôn vậy. Nigamo ở Nigama đó. Nigame. Gạch nối đi cái. Gạch cái, gạch cái. Cô Hảo á, dạ. Gạch cái rồi ghi cái gì? Ừ. Không, Nigame là đúng rồi đó. Cô có gạch chéo đi, cô ghi cái chữ Nakare thêm cái nữa. Nigame thì đúng rồi đó. Nó là Magic Tower vậy. Tức là cái thị tứ, thị trấn á. Nagara. Tại vì Nagara ở Việt Nam của mình là chỉ là thành phố trực thuộc mà gọi là tỉnh hoặc là huyện. Nhưng mà nhiều nước là thành phố của thành phố.
Cho nên là thành phố trực thuộc của thành phố nhỏ hơn nữa đó. Cho nên những cái tiểu thành phố đó, small city rồi. À, thành phố Hồ Chí Minh là Nagare là chính xác rồi đó nhỉ. Rồi câu số 6 ở đây tức là the seven brothers of the five girls went to that forest and killed 8 deer. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ là có gì đó went to and killed ha, là bất định khứ cả. Went to tức là bất biến quá khứ phân từ sự gian trước. 7 người anh của 5 cô gái đã đi vào rừng và săn hoặc như giết hại 8 con nai. Bảy người anh của năm cô gái banh chanh năng canh gia năng rồi của năm cô gái sata bataro bảy người anh như thế nào tăng quá năng ganh toa đã đi vào ngôi rừng ấy rồi quá ná nhỉ quá ná là rừng đã đi vào ngôi rừng ấy atha mige maresum cô gạch chéo cái cô ghi chữ cái động từ mà há hay gì há ná tí đó há niêm xú nữa há nung há niêm xú nữa niêm xú há niêm xú ung im xú hả rồi đúng rồi từ động từ há ná tí đó. Câu số 4 Ima yang sala yang panchasatang burisa panchasatang 500 burisa rồi và cái gì nữa và 300 nữ nhân tiso satang wanita nữ nhân là chúng ta dùng là quán ý quán gì nó là wanita đó. Hồi nãy là cái gì? Cái từ mà viết trên mạng là đúng rồi đó. Wanita. Wanita hay wanita? Đúng rồi, wanita. Rồi không có chấm đúng không? Rồi, được, được. Tiso sa tăng wanita yo cha san tí hồ tí. Rồi. Cô Hảo đứng sát sát qua cô Hảo. Cứ lấn qua bàn của người ta rồi mình người ta không có thấy được. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi, A-hê-sung. San tí là căn ác. San tí như vậy bất định khứ là gì? A hê sung chứ hả? Đúng rồi, cô lên cô viết thêm mình thấy rồi nữa cô nhỉ? Đúng rồi. Rồi câu số 5. Câu số 5 thì chúng ta sẽ là có 500 người. Có 5.000 người. Người ở đây em chỉ là người dân đó. Ở trong cái này Panjasahasani Manusa. Rồi. Sahasangavo Panja. Mỗi cái cô cho chữ chá cái cô Hảo. Cô để tút phía dưới chữ chá đó. Tại vì mình đã nhớ rằng có những cái ví dụ những danh từ mà nó có tính từ bổ nghĩa cho nó, chúng ta phải nên chữ chá sau mỗi cái như vậy. Đâu ra chữ chá đó. Chữ chá phải sau chữ Manusa chứ. 5.000 người mà.
Ồ, mình bôi lại mình viết cho nó đàng hoàng chứ người ta đâu có thấy đường đâu mà thấy nhỉ. Bu phải chuyển qua hu, u rồi mới chuyển qua e. Không có làm cái kiểu mà gấp gì đó. Phía trên kìa. Phía trên kìa. Yeah. Đây nè. Chỉnh lại trên đây nè. Gan toa gắt chim số. Gắt chim số găm gắt á im số. Gắt chi ta a y ta. Gá ta nam tính số nhiều cách 1. Rồi. Buta bawita buta. Rồi bawita bawi rồi. Cách 1 nam tính số nhiều. Nam tính không? Nam tính gạch nói cái nữ tính cái. Ta quá ni ta nữa kìa. Vậy cho nó chắc nha. Imasmin rồi pancha manusaya. Rồi tới cái gì? 1000 cái con kero này, tức là 1000 cái con gia súc. Sahasang gavo rồi. Sahasang gavo cha. Rồi 500 cái ngôi nhà pancha. Pancha satani geha cha. Hồn tí bao quanh tí. Dạ. Xanh tí hả chúng ta? Bao quanh tí với hồn tí nó y chang nhau. Chúng ta được sử dụng một là xanh tí, với lại hồn tí, hai là xanh tí hoặc bao quanh tí. A hê sung. Sanh tí thì chúng ta, sanh tí thì chúng ta là a sung đúng không? A sung bất tử. Rồi a hê sung. Bao quanh tí. Ủa chị bao quanh tí gì vậy? Chị bao quanh tí này làm gì? Bao quanh tí mà bất định khứ là cái gì? A hê sung rồi. Hoặc như chúng ta có hình thái nữa, tức là không, chúng ta lấy hình thái trên đây được rồi. Rồi ba quý ta bu ta ba quá bu hmm.
Ừ, nam được hết luôn. Để tôi xem nam số nhiều. Dạ rồi. Sung. Rồi chính xác. Dạ. 4 năm xong rồi. Mare sung marasim su. Marati. Rồi. Marita. Marita. Sao lại cách 1, 2? Han im su, han á im su. Hanita. Chúng ta còn cái hình thái gì nữa? Chúng ta còn cái hình thái gì nữa? Hata có chấm dưới không? Hata không có chấm dưới nhỉ? Chưa chưa. Từ cái quyển đọc tiếng Bali. Quyển Bali mấy gì? Không 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 có chấm, không có chấm. Ờ, không có, không có. Của người ta là không có. Đi chế ra nữa. Có, do cộng với ne nè, cho nó bị mới bị nó bị trường. À. Từ cái động từ chính là Marathi. Căng là Mara. Nhưng mà khi mà cộng với ne nó bị mạnh quá cho nó làm trường hóa cái đó ra. Ita. Marita. Rồi Hata rồi đúng rồi. Rồi. Dạ đúng rồi. Rồi như vậy chúng ta hôm nay tạm nghỉ từ sớm nha. Để chúng ta hồi hướng. Buddha sasanang charang tathato. Buddha sasanang charang tathato. Buddha sasanang charang tathato. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you.